vô nhà ké. Ra đây đi anh ơi. Ra ngoài đó. Sao anh cho anh đó vô nhà? Anh bước ra đây, anh đi đâu rồi lấy dịch bệnh tùm lum. Sao anh bước vô nhà người ta? Đeo chen vô. Giờ đi ra đường mua này ở đâu? Giờ này cũng như vậy, bây giờ cắm đi ra ngoài, mình lớn tuổi mà đi về. Giờ anh đang đợi bên đây.